người đi Bita. Chào mọi người đi, chào mọi người đi. Chào khán giả của Bita đi. Đấy. Đấy, chào đi, chào đi. Chào đi. Nhờ đi tí bố rủ đi suối chơi. Đấy. Chào đi, chào mọi người đi. Xin chào mọi người nha. Hôm nay thì bố lại tiếp tục chia sẻ cái câu chuyện cho mọi người nghe. Thì ngày hôm nay bố cũng lên đây để chia sẻ cho mọi người về cái hành trình tiếp theo của bố và Bita nha mọi người, để mọi người nắm, để mọi người theo dõi bố và Bita nhé. Thì sắp tới đây cái dự định của bố và khỉ Bita mọi người sẽ đi sinh tồn trong rừng mọi người. Không biết là mọi người có thích xem những cái video sinh tồn của bố và khỉ Bita không? Thì mọi người xin cho ý kiến hoặc là bình luận dưới phần mô tả để bố và khỉ Bita thực hiện nha mọi người. Thì thấy quay ở nhà nó rất là nhàm chán đó mọi người, cho nên là bố muốn đổi cái định hướng là sẽ đổi cái nội dung ở trong cái kênh của bố và Bita, sẽ đi vào trong rừng sinh tồn, rồi cũng như là tìm kiếm thức ăn đó mọi người, tìm kiếm thức ăn ở trong rừng để bố với Bita thử thách sinh tồn đó mọi người. Thì bố và Bita cũng mong là tất cả mọi người ủng hộ bố và khỉ Bita những cái video tiếp theo nha mọi người. Quay những cái phong cảnh ở Việt Nam, nơi bố và Bita đang sinh sống cho mọi người xem nha mọi người. Đấy. Thì trước tiên thì bố cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ bố với khỉ Bita nha. Đấy. Bita chào mọi người đi. Làm trí đây. Chị rước Bita. Hả? Bố xin kết thúc video tại đây nha mọi người nha. Thì chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo của bố nha. Bye mọi người. Bye mọi người đi Bita. Nói đi. Bye mọi người đi. Nói lên. Bye đi. Bye mọi người đi. Bye mọi người đi. Rồi, bye mọi người nha.